Nhưng mà trước khi vào video này thì tôi xin thông báo rằng sẽ có sự kiện sinh nhật Sinh Tố Tim đó nha anh em. Thì trong cái sự kiện này á, sẽ có hai giải trao thưởng cho anh em tham gia nè. Một là giải họa sĩ Sinh Tố, hai là giải kỹ sư Sinh Tố. Thì cả hai giải đều có chung một cái giải thưởng, đó chính là giải nhất bạn sẽ được 1 triệu và được sẽ được một cái áo, giải hai thì bạn sẽ được 500k và được một cái áo, và giải ba các bạn sẽ được cái áo Sinh Tố nha. Mọi thông tin chi tiết về cái giải thưởng này thì để mình sẽ để ở phần bình luận. Anh em nào thích muốn tham gia thì hãy xuống cái phần mô tả và hãy xem chi tiết đó nha. Mình cái đẩy xuống okay. Dưới xong rồi là cho nó ấy đẩy nè. Ui thôi chưa kịp đẩy nó rớt ngựa luôn rồi. Thôi đẩy bây giờ đi xuống có đường đi rồi, có đường đi rồi. Sao chị? Ôi chị không cần lên đâu chị, đi xuống đây. Chị bắt mua hoài chị ơi, đi xuống đây. Cần lên đâu, đi xuống. Ủa sao mà hả? Xong nãy giờ rồi mà hả? Người nói đến những con liền giúp đỡ dân ta, đó chính là Ellen. Bây giờ sĩ tả một cái tên là chồng mày biết cái nào là hèn thật, cái nào hèn giả. Meanwhile, tụi mày hãy dừng lại đó, các ngươi không được sống ở đây. Cái gì, ngươi là ai mà đem nói vậy? Đồ giả. Trời ơi, diễn sai rồi má ơi. Người ta phải diễn là hả? Tao là Eren chứ. Trời ơi, diễn vậy mới đúng. Diễn sai. Chị đã phải đợi lại lắm. Đợi lại nè. 1, 2, 3. Hai lũ tí tách kia, các ngươi từ đâu ra mà tới? Ngươi lại thằng nào gì quen vậy? Kể tao. Trời ơi, mà nó bị không biết luôn diễn luôn hả? Lại lần cuối nè. Trời, đeo cái đầu đi ta. Cần nói là tao là Eren, mày là ai là xong, chứ có gì đâu trời. Tụi mày là ai? Hai đám Titan kia. Tao là Eren. What? Tao mày là ai? Ủa sao mày là Eren luôn vậy? Nhưng mà tao cũng là Eren mà. Mày cái nào? Là hàng giả. Là Eren, mày là hàng giả. Mày mới là hàng giả. Giúp mày. Hai lũ Titan giả kia. Ngửa cái đầu ra giả. Ôi, tao thấy có tên Eren đó kìa. Ủa, trai tôi hỏi anh là ai vậy? Anh người vừa chơi giận nó vui quá. Hả? Tôi nhiều ý nói chuyện kìa. Ôi, nói chuyện nghe sao nghe giống Eren dữ bay. Ê, chính là Eren, giờ là người tên cọc của tên điên rồi đó. Anh người dẹp sĩ quả cái tên của bà. Trời ông bớt giỡn lại nha, trời ơi. Hồi nãy mình nhớ là có cái thằng Eren mà ngay đây này nó trứng to luôn á, nó hình như Eren thiệt cái sao á. Ủa mình đang trong cái lồng á hả? Trong cái lồng kính. Thôi được rồi anh em, bây giờ mình cố gắng mình đấm vỡ kính anh em cùng nhau 1, 2, 3 đập nha. Ok, chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Chưa bể nữa trời, lại chứ nè, 1, 2, 3. Trời chưa bể nữa. Anh em cố gắng lần thứ 3 rồi mình sẽ bể nè, 1, 2, 3. Mấy cái gì leo nè, em đi thử coi. Ok, anh em tôi hiểu rồi. Bây giờ cái gì là gì leo vậy? Trời ơi, tự nhiên bọn mình bị bắt cóc ở đây vậy? Coi chừng té. Rồi bây giờ leo, anh em leo được không? Chị Nabi leo được không? Không biết, ta thử coi. Chắc chị, em nghe chị quá, chị khỏi cần leo đi. Chị mày ngồi ở đây coi nè. Trèo lên. Bây giờ mình đứng đây mình đẩy cái dĩa xuống, hợp lý không? Okay. 1, 2, 3. Đẩy xuống. Mất rồi. Thôi đi xuống đây, hai chị ơi, đi xuống bằng đường này lại nè. Xuống đường ta. Dạ, sao xuống? Ôi, mẹ ơi, ghê mẹ ơi. Từ từ đợi em xíu, em xuống. Chị nó bay đi mình. Xuống đi. Cửa này chắc chắn là không mở được rồi nè. Xuống đâu đi xuống này, đi xuống gì đi xuống là chết luôn á má.
Ờ, bây giờ làm gì trời? Bây giờ là để mình xem coi. Phát cái kính thì không được, cái kính là nó khóa luôn rồi. Coi cái đó gọi là cái gì ta, cái lỗ thông gió ra bên nhà, bên phòng bên kia kìa. Phải đi. Nhưng mà phải kiếm cách trèo lên. Ồ! Hiểu rồi. Mà bây giờ làm sao lên cái tủ ta, lên cái tủ mới qua cái tivi. Mà qua cái tivi thì có cái này. Ha, được mình sẽ đẩy cái này các bạn, mình sẽ đẩy cái quán gỗ này xuống đây xong rồi mình đi đi qua. Hợp lý nhưng mà làm sao lên đây ra? Ha, lên cái chổi. À, lên cái chổi nè. Đạp lên cái chổi. Trèo lên cái chổi. Bây giờ làm sao nhảy qua cái tủ kia đây? Nhảy qua được cái này không ta? Nhảy qua được, nhảy qua được. Lên. Đâu đi, nhảy mạnh lên nha. Mạnh lên. Còn con lên chị ơi. Làm lần này lần nốt là ngoảnh nhảy qua lần này coi như là ok hết rồi đó. Đúng rồi, giữ nút chạy xong mình nhảy cái luôn. Ui ôi, cố gắng lên chị ơi. Thôi cho bà cứ tập nhảy đi, tụi mình đi trước đây. Mình cứ đẩy xuống dưới xong rồi là cho nó ấy. Đẩy nè. Ui. Thôi chưa kịp đẩy nó rớt nữa luôn rồi. Ok, bây giờ đi xuống. Có đường đi rồi. Sao chị? Ôi chị không cần lên đâu chị, đi xuống đây. Chị bắt mua hoài chị ơi. Đi xuống đây. Cần lên đâu, đi xuống. Ủa sao mà hả? Xong nãy giờ rồi mà. Mà lên đâu có được, lên có cái tivi cái nó đang bốc cháy vậy kìa, nhìn ghê lắm. Ủa có đường dây điện nè, từ nó nói. Bên kia đứng lại. Chị cao đi sao lên. Nhưng mà giờ sao lên? Gì đây ạ? À cái quạt nè. Bây giờ mình lên. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng bây giờ mình kìm tìm cách ngoài cái này nè. Cái quạt này nè. Tự nhiên sau nhà này có cây giáng sinh lại. Cái gì vậy? Đâu? Ủa? Con gì vậy? Con gì giống vậy? Ủa rồi, này lại bắt cô chị. Bắt cô chơi mình. Biết vị thế của mình đi chị Nabi. Ủa nhảy đi, nhảy qua đây hả? Á đù. Trời ơi, mình phải đi hướng nào đây, nhảy xuống đây coi như quẹo cổ luôn, mấy con kia nó còn gian dí mình nữa kìa. Rồi. Hai chị ơi, mình lên đây lẹ, hai chị ơi. Cứ gồm tao, lùm tao rồi nè, hai chị ơi. Có cái nút qua kia kìa. Tôi không dám đi đâu anh em ơi, đợi hai chị nó vô, nó ấn giùm tôi chứ. Là tao. Không, phải nhảy vô đằng sau kìa, nhảy qua đằng sau, đúng rồi, nhảy lên cái đằng sau. Trời ơi, nhảy. Đúng rồi, sao mày nhảy lên cái kính? Đúng rồi. Ai sao mày đi đường đó? Nó đang chú ý tới mày kìa. Đúng rồi, mày vụ nó đi hả chi? Quên cái đồ đó, cái đồ này luôn. Có quạt. Bye bye dù tao nhảy xuống nước đi. Ok, xuống nước rồi. Ai da. Vô nè. Dạ. Đó, ê từ chém lên rút đi. Chém lúc đi. Đứng vô. Đứng sát vô chị Nabi. Sát vô đi. Trời ơi, 1. Ba đứa giật nào. 1. 2. 3. Đi, bây giờ xuống đó không được đâu, nó thở lên lại á. Ở cái xô nước nè. Trời đất ơi, cố lên. Đâu có bắt cua đâu, dễ mà. Cái này bắt cua cái đồng hồ nè. Rồi quá đồng hồ đó vậy. Đúng rồi, hay quá. Ủa, bây giờ qua đây đâu nữa. Ủa, cái gì vậy? Này là gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái tủ để đồ gì của nó. Để đồ gì của nó. Mấy cái sách nè. Ý, bắt cua đây lên đây hả? Nhảy lên cái nè, cho mày nhảy qua cái cục này nè, trời ơi, nhảy lên cái gốc đó. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi, lần đầu tiên mình chỉ là bị nhảy bắt cua được ghê vậy anh em. Thôi đi qua này sao quá nhảy qua thôi chứ làm gì. Ủa qua được mà. Ôi bình nước nè, nhảy xuống. Rồi nhảy chị Nabi, nhảy đi chị Nabi. Nhảy quá. Đau quá. Nhưng mà bây giờ làm sao nữa, còn được đâu mà đi. Ủa? Mấy cái đường này đường gì vậy? Nhảy qua rồi. Ngõ 11. Nhảy qua đây được không? Qua đây được nè, bắt cua. Nhảy qua. Thôi, nhảy qua từ từ thôi chị ơi. Ok rồi. Nhảy xuống đây thì phải, xuống đây nè, xong rồi phải nhảy qua đây. Đi qua. Bây giờ rớt xuống nữa hả? Trời ơi, tôi sợ này chết lắm nha. Có cái gì? Có cái gì sầm sầm hơn ở dưới kìa. Từ để xuống xem cái không ta. Xuống rồi. Ô. 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 Ô.
Ui giời, đáng đâu rồi? Không biết. Như chúng ta đang cái cống sắp thoát rồi, anh em cố lên mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Ơi còn hai con chuột nữa kìa. Sợ chuột à. Mày hả chuột. Con chuột nữa kìa anh em. Cố lên. Ai lên quấn nó đi. Quấn chuột. Ui cái này nguy hiểm quá à. Ok qua nha. Em qua chưa. Ui chị đã bị qua kìa. Ghê lần đầu tiên. Ôi, sao chị nằm rồi? Đâu bay, mình tỉnh lại, đứng dậy, đứng dậy. Trời ơi, cái này bắt cua gì vậy trời? Ơi là trời. Ok, nhảy qua. Ok, đó này. Ok, được rồi. Cái này sao đây? Cái này lên nè, xong rồi cái này xuống cái đùng. À, ok, hiểu rồi. Ok, nhảy qua. Ôi. Chết rồi. Quá đi anh em, quá đi. Ôi, bây giờ nhảy qua nè, canh nè. Nhảy qua. Ok. Nhảy qua tới cuối cùng nè. Yes. Nhảy qua được rồi. Anh em xong chưa? Đâu? Nhảy qua đây chị đâu bay. Nhảy qua còn có gì mà sợ. Nhảy qua mạnh mẽ lên. Ôi. Cái gì đâu? Ôi, hai gian gian vậy nó nhảy qua một phát qua luôn rồi. Ủa, còn đường nào nữa không ta? Hết đường luôn rồi. Ở dưới. Ơi tôi nghĩ cái đường này nó sai sao á, nhưng mà hết đường rồi còn đi đường nào nữa đâu. Giờ về cũng đường luôn á. Thôi là va mới chết thì thấy màu xanh là thấy hy vọng rồi đó. Ừ, anh em. Xuống đi. Ai vậy? Xuống luôn. Ơi, ơi đi ơi. Ơi. Các người có nghĩ các người có thể thật ra giải mình đặt. Ơi. Mày. Ai có tới mày kìa. Mày. Ê, nó tới rồi. Ôi giời. Cái nó quấn rồi. Eren, mày à Eren. Tao ai đó rồi. Tao con, mày quýnh được tao à Eren. Eren đâu? Không chọc Eren nha. Much later. Mày là con. Mày là con. Eren là con. Con quỷ nè. Eren. Mày. Thôi đâu ai đó rồi. Quýnh kia. Chết đi. Mày nè. Nó có quýnh này đâu. Quýnh được đi không á. Nó có kiểu như nó có bộ giáp. Bộ giáp trâu bò với anh em. Không quýnh nè. Eren. Chết đi con. Ây. Chết đi. Yes. Ôi trời ơi. Cuối cùng cũng tới được anh em. Ôi, tưởng mất máu rồi chứ. Đây chính là làng, làng sinh tố của mình thật rồi. Hả, ông này đi. Ông nghe đi. Tôi tha cho bọn mày bọn này. Nhưng có một điều kiện, bọn mày không được sử dụng cái tên của ta nữa. Dạ, con biết rồi. Ôi, đi về. Anh em à, trời ơi tôi nói tôi sợ quá, không dám sử dụng quỷ Eren. Không dám sử dụng Eren nữa đâu anh em, thôi tôi về nhà tôi ngủ đi. Thì ok, nói chung là anh em thích video này thì quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên quay cho dùng tất cả mọi người trong video, xin tối đăng ký cho tất cả mọi người nữa nha. Ok, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Ê, đắp chân chùm mình đi ngủ không nói nhiều nữa.